gia đình Hà đang chuẩn bị đi trời sức trình đánh nắng mặt nó cay quá. Gia đình Hà đang chuẩn bị đi bơi và muốn cho mọi người xem quan cảnh ở đây rất là đẹp, cho nên là cho mọi người xem để biết thêm một cái cảnh đẹp nha. Không biết là giờ này đây là cái phòng ở của mình thì có cái hướng biển. Cái phòng của Hà thì nó có cái hướng biển, mình sẽ đi từ đây mình đi ra được ngắm cái view biển, nó nằm ngay đây ở trước hàng hiên ha. Đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi cái đường phía sau để Hà có thể đi lên trên cái nóc nhà để Hà cho mọi người xem cái cảnh rất là đẹp. Đi lên đây. Em sẽ đi lên trên cái nóc nhà cái. Đây là đây. Cảnh ở đây rất là đẹp nha. Tụi nhỏ đang ở đằng kia. Ở bên đây hướng này mình ra biển hay đi kính kia? Đó ra biển được. Hướng đó hả? Ok. Thôi mình cứ đi. Đi lên trên này. Ở đây bông hoa rất là đẹp nha. Đây, Hà sẽ đi lên trên đây cho mọi người coi cái view biển trên này rất là đẹp. Hiện tại Hà đang ở Cyprus, đảo Sip. Và đảo Sip là một quần đảo thuộc vùng châu Âu và thuộc vùng biển Địa Trung Hải. Đây. Cherry. Hello các cô chú đi con. Ở đây thì ảnh hưởng cái phong cách của Athens rất là nhiều, rất nhìn rất là giống ở Santorini ha các bạn. Đây là ở trên nóc nhà thì tất cả những cái trên nóc nhà đều có những cái chỗ ngồi để tắm nắng và để ngắm cảnh biển. Đây tụi nhỏ đây đi lên Mio. Đây. Và phía trước đây là cảnh biển rất là đẹp đây. Đây phía dưới là biển. Hiện tại Hà đang ở Paphos. Đó. Biển Địa Trung Hải thì biển rất là xanh nha. Biển rất là đẹp, ở xa xa người ta đang nhảy dù đó. Đây. Trên đây là mái ở trên mái nhà, Hà đang ở trên nóc nhà của những cái căn bungalow ở ngoài biển. Tụi nhỏ thì đang chạy lăn tăn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra biển luôn nha. Chút nữa ở đây mình sẽ ngắm được mặt trời lặn nè. Bây giờ thì mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Tại vì hiện tại thì đang là mùa hè, cho nên là 8 giờ tối thì trời mới tối các bạn à. Hà đang ở Paphos ở đảo Sip, một đảo thuộc châu Âu. Và hiện giờ là đang là 5 giờ chiều. Rồi ra biển nha, ra biển. Rồi bây giờ các bạn ơi đi đâu thì biển ra bên đây nè. Quay đây nè. Rồi, nói cô Hồng đâu rồi? Ở đây bây giờ đang là ban ngày. Sorry mọi người, hay đang chảy nước mắt quá tại vì hàng sức kem chống nắng hơi nhiều. Cho nên là nó bị cay mắt á. Mấy ngày nay đi nắng, bữa nay thì đang ở mùa hè ở đây cho nên ai ra nắng quá. Nắng quá trời luôn. Để quay ra cái hướng này cho mọi người coi. Mờ quá hả? Bây giờ đang là 5 giờ chiều. Nhưng mà ở đây thì đang là mùa hè cho nên là 8 giờ tối mặt trời mới lặn. Bây giờ mặt trời ở đây nè đang còn rất là chói chang. Đúng rồi anh, nhưng mà như cái bãi tắm nó nằm ở cái chỗ khác hả? Bên này bây giờ đang là 6 giờ chiều, 5 giờ chiều, 5 6 giờ chiều gì đó. Bãi tắm đi qua bên kia hả ta? Những cái tảo biển khô ở trên bờ. Wow, nhìn kìa, có cái khu đảo dài ơi là dài luôn. Ở đó có cái cầu cảng đây, bên đây có cái cầu cảng đó. Mình sẽ đi ra ngoài đó là đi du thuyền được, nếu mình book du thuyền đi vòng vòng chơi. Có thể nha cô Hà. Cảm ơn.
Mình đi lên trên ngược lại đi anh ơi. Mình đi ngược lại đi. Cái này là sao? Mình đi ngược lại đi anh. Hello các bạn. Bây giờ Hà đang dẫn tụi nhỏ đi tắm biển và sẵn ở bên kia có hồ bơi nữa chị. Anh ơi, đi bên kia có hồ bơi rồi tắm biển rồi còn đi đâu? Đi ra hồ bơi bơi chứ. Cô Hà, mình đang đi ra hồ bơi bơi á. Mình phải nằm cái này bên khách sạn mình phải không anh? Thôi mình đi qua khách sạn mình đi. Để cho mỗi mình bơi hồ bơi bên đó chứ. Không có bờ biển đẹp. Hay hả? Hello cả nhà. Trời ơi, nước mắt nước mũi nó chảy vô lên bị cay cái kem chống nắng á. Nhìn như là Hà đang khóc vậy đó, nhưng không phải Hà khóc đâu nha, tại vì Hà đang bị kem chống nắng làm cay mắt. À cô Hà, có lần đi Phú Quốc á thì mẹ con bị cái chấm nắng, khi nó bơi biển thì mẹ con bị cái chấm nắng mà má trời mẹ con khóc mà đang để khóc đem, giống như là nhìn cái mặt giống cô như là bị chia tay á, mẹ con giống như là bị chia tay luôn á, nó bị cay mắt á. Bên đây hồ bơi không đẹp bên khách sạn mình không? Cũng là con không bơi nhiều. Tại vì cái phòng nó nằm ở giáp cái khách sạn này và khách sạn kia cho nên là thôi đi qua cái biển ở bên này luôn để bơi. Không biết mọi người có thấy rõ Hà không? Thôi để Hà quay cảnh cho mọi người, chứ có cái mặt của Hà tèm lem quá rồi, chảy nước mắt quá trời luôn. Hà đang ở châu Âu thì bây giờ đang làm nước châu Âu. Đây là đảo ship. Chết rồi, sao mà cay mắt dữ vậy ta? Dạ. Nắng rất là nóng. Anh Hải đang đi ở phía trước á. Đó, đi ra bãi biển. It's very beautiful, right? Con đi chơi hồ bơi. Đây, mình đi xuống biển nha. Biển ở đây rất là xanh, tại vì cái biển Địa Trung Hải thì cái màu đặc trưng của nó sẽ là màu xanh ngọc đó các bạn. Rio, Cherry và Sunny. Ow. Ow. Yes. Rồi đi xuống biển đi các con. Rio đã ra biển rồi. Ở đây thì biển cát vàng, còn hôm bữa Hà ở Limassol thì cái biển có màu đen. Rio. Nước biển lạnh hả? Wow, nước biển lạnh quá. Nước biển hơi bị lạnh á, chắc không tắm nổi quá. Nước biển lạnh quá nhưng mà nước biển rất là trong. Ây da, lạnh quá. Thấy rõ sỏi luôn nè. Bầu trời rất là xanh. Lạnh quá, biển lạnh quá. Biển quá lạnh luôn. Cái giờ này trời nắng nó đang lẽ nó lạnh. Giờ sáng là tắm không nổi đâu. Nó lạnh lắm. Đứng đây bắt đầu muốn nổi rồi. Mio có lạnh không? Có lạnh quá à. Mio không tắm nổi hả? Mio lên hả? Xanh này ra luôn rồi kìa. Cô Hà ơi. Sao xanh này gán vậy? Cô Hà ơi, sao bên đây có xuống vậy cô Hà? Không có. Con tắm đi. Có suối đầu tiên nào không? Có hả? Chỉ có trong biển thôi. Cherry, ra ra đi con. Ở đây rất là biển, rất là nhiều sỏi ha. Bên đây là mặt trời. Lúc nãy Hà tắm biển ở đây, nếu mà Hà livestream nữa thì Hà sẽ có thể quay được mặt trời cho mọi người. Thôi vô hồ bơi ông, lạnh quá. Lạnh quá hay là vô hồ bơi. Vô hồ bơi đi. Ở đây lạnh quá. Này phải tắm 12 giờ trưa. Nó rất là nhiều sỏi nè. Wow. Wow. Đi vô hồ bơi đi, là lạnh quá. Vô con đi vô. Đi vô hồ bơi tắm đi. Đi vô hồ bơi, dọn.
đâu rồi? Mi ơi đâu? Thôi mình ngắm biển Địa Trung Hải tí xíu thôi nha. Mọi người biết sao không? Tại vì ở đây thì rất là nhiều khách châu Âu là chính, chứ không có người châu Á nhiều. Thì đối với người châu Âu thì nhiệt độ này nó không có lạnh, nhưng mà với những người mà như mình á, mình ở khí hậu nhiệt đới quen rồi thì cái biển này nó cũng khá là lạnh đó. Nắng quá. Để cô xịt xong rồi tới mình nha. Đây để cho mẹ Hà rửa chân cái. Mắt của Hà đang bị chảy nước mắt nhiều quá, tại nãy vì sức kem chống nắng nhiều quá. Với lại Hà chùi cái mascara của Hà. Từ. Bây giờ Hà cứ sụp sụp giống như là bị chảy. Từ. Sorry. Cho cô Hà rửa trước đi. Để cô Hà đi lên trước. Cô Hà đi, cô Hà quay trước. Dạ, thank you con. Cho video nữa. Rồi, ok, được rồi. Rồi. Ok. Rồi, tụi con rửa đi. Trong lúc chờ mấy bạn nhỏ thì mình cứ tạnh tàn để mình quay cảnh cho mọi người xem nha, tại vì cảnh ở đây rất là đẹp. Trời ơi, chảy nước mắt ròng rã giống như là đang khóc vậy đó. Rồi giờ để đi quay cho mọi người xem. Từ đây nhìn cái view biển nè. Bên đây con, không phải hồ bơi đâu. Đau quá. Giờ kêu dẫm chân xuống đất là nó đau, dẫm mạnh vậy này. Đau gì vậy? Giờ mọi người di chuyển vô hồ bơi. Không có đem cái gear gimbal để quay cho nó chống rung. Này Hà đi Hà hơi quay hay rung một chút, mọi người chịu khó nhìn nha. Mặt trời sắp lặn quá. Sắp 3 tiếng nữa mới lặn. Mấy bà con đang chạy kìa. Mình đi cho nó đổ mồ hôi rồi mình xuống hồ bơi nó không có bị lặn. Ở bên này nhiệt độ rất là mát mẻ, khoảng tầm 28 độ. 28, 26. Trời ơi. Cái mặt trời mà nóng mà không khí lại lạnh đó. Đúng không cô Hà? À đúng rồi, chú bị nói rất là đúng. Mặt trời thì nóng nhưng mà không khí thì lạnh, biển thì lạnh. Cái nơi này đúng là kỳ lạ thật á. Đó, biển ở xa nhưng mà Hà đang quay ngược nắng. Quay cho mọi người xem nha, đây rất là đẹp. Nhưng mà con xuống biển thì con nếm cái biển. Trời ơi, cái độ mặn nó, trời ơi, nó 0% luôn. Không có mặn hả con? Không mặn nhưng mà một con thử mặn nó giống như là một giọt nước mặn á. Một giọt nước mặn luôn á. Vậy là con thử nước biển rồi hả? Dạ rồi mẹ, trời ơi, nó ít mặn dễ sợ. Giống như là không phải một nói mặn á. Yeah. It's okay. It's okay. Ở đây thì họ rất là quan tâm đến trẻ em. Khi mà thấy các bé chạy một mình thì họ dừng lại hỏi. Thank you very much. Sorry, yeah, thank you. Thank you very much. Ở đây thì rất là dễ thương. Những cái người già đây, người ta đi ngang qua và người thấy con của Hà chạy trước á, không có người lớn thì mới chặn lại hỏi là có cấp phải là các bé bị lạc không. Rất là dễ thương. Sorry mọi người, đừng ai hỏi về con mắt của Hà, tại vì Hà đang bị kem chống nắng và cái nước tẩy trang hồi nãy Hà hơi vội nên là không có lau kỹ á. Thành ra là bây giờ Hà bị chảy nước mắt quá trời. Cô giống khóc không? Trời ơi, mắt cô mà sưng lên luôn, rất là ướt luôn á. Tại vì cô bị cay kem chống nắng. Mẹ con bị lần rồi đó. Ok. Đang đi ngược nắng hay sao vậy, thấy tối thui. À, cái mặt trời đang thẳng trên cái mặt của mình á. Hèn chi. Em thấy chói mắt quá. Rồi bây giờ nơi đó mình về phải.
hồ bơi mình rồi đó. Ok. So we turn right. Ở đây có cầu cảng rất là đẹp. Có cầu cảng mà như ngược nắng nên quay mà không thấy rõ lắm. Đây là mọi người có thấy cái cầu cảng ở đây không? Ở xa xa thì có mấy cái chiếc tàu cano đó. Đó. Bây giờ mình vào hồ bơi nha. Cho mọi người xem là hồ bơi rất rất là đẹp ha. Khách sạn rất là to cho nên từ nãy giờ đi bộ quá trời con mèo. Giống con mèo ở Việt Nam. Đây hồ bơi. Chúng ta đã tới hồ bơi. Giờ Hà sẽ đứng nghỉ tí xíu. Ở phía trước là biển đó. Phía đây là biển nè. Đó. Đây là hồ bơi. Hồ bơi. Hà đang ở đảo Síp chứ không phải ở Ai Cập. Đảo Síp nó gần gần Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ á các bạn. Và vô đang bơi. Ba đã biết bên kia rồi. Xin đi nè. Xin đi. Xuống đi. Xin đi qua chỗ ba đi vòng đi kìa. Đó là. Không la, không la. Rio, rio, rio. Con la là con bị đuổi khỏi hồ bơi đó. Cherry đang bơi. Thì con bơi không có mắt kiến đi con. Rồi. Bây giờ Hà sẽ đi qua đây nè, đi qua đây nó đi với ba bên này nè con. Bây giờ Hà sẽ đi qua bên này. Cây mắt quá. Ở bên này Hà đặc biệt là Hà rất là thích những cái chỗ mà ngồi sưởi nắng và những cái chỗ mà có cái dàn bông giấy rất là đẹp. Đây nè, Hà sẽ quay cho mọi người những cái dàn bông giấy bên đây. Phải nói là nó tuyệt đẹp. Và Hà rất là thích, Hà cũng còn mơ ước có một dàn bông giấy như vậy nhưng mà chưa có được. Đây, mọi người xem. Mọi người thấy cái dàn bông giấy màu hồng và cái dàn bông giấy màu trắng không? Cái dàn bông chứ không phải bông giấy nữa. Rất là đẹp luôn. Ở bên kia cũng có một cái hồ bơi ha. Đó, đây cũng có một dàn bông giấy nữa nè. Đó. Bên đây là cái chỗ để phơi nắng nè. Và đây là hồ bơi nè. Đó. Các bạn nhỏ thì ở phía xa xa. Anh Hải đang ở đây. Hồ bơi nè, lạnh không anh? Mio đang bơi. Jerry đang bơi. Rio và Sunny, Mio và Sunny đây. Dạ, Cherry bơi rất là giỏi. Bơi thì tít 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 xa xa luôn. Không, con phải mang phao. Tại vì chị Sunny biết bơi rồi. Nhưng con lại không biết bơi. Nếu mà con không mang phao là con sẽ bị uống nước á. Ừ. Sunny thì bơi được rồi. Nhưng mà Mio thì phải mang phao vô. Mio. Ba ơi ba. Mio bỏ phao. Ba. Đó. Đó. Sao ba bỏ đi vậy? Rồi, thấy chưa? Mẹ nói heo phao vô mà không chịu. Đó. Ok. Anh sợ quá. Anh Mio sợ quá bởi vì vừa mới bị uống nước. Nhưng mà Hà chụp kịp tại vì Hà đứng ngay đây. Mà ảnh là ảnh rất là lì bởi vì ảnh không có chịu đeo phao khi mà bơi đó. Là cho một lần rồi để biết để sau này đeo phao. Tại vì Sunny thì tuy là nhỏ con nhưng mà Sunny đã học bơi rất là lâu rồi cho nên Sunny có thể bỏ phao và bơi rất là giỏi. Nhưng mà anh Mio ảnh thấy Sunny là bơi được, ảnh cứ nghĩ là ảnh sẽ bơi được đó. Rồi xong rồi đó. Đây Cherry đang bơi ngửa nè, chỉ có Mio là chưa có biết bơi thôi. Chưa biết bơi mà em dám bỏ phao, em gan.
Em gan quá. Em thấy sinh này bơi được nên em nghĩ là em bơi được. Đâu có được. Sinh này con đeo phao vô đi chứ, để em bắt trước con. Em bỏ phao, em muốn nước á. Sinh này bơi rất là giỏi, biết đứng nước luôn rồi. Đó, bơi đeo phao thì bơi được, cứ tưởng là mình bỏ phao ra. Không có bỏ phao nha chứ. Dạ. Xuống nè, Mio vẫn bơi tiếp. Ừ. Ừ. Xin này, con bấm ơi bao phao cho em bắt trước đi con. Đi năn nỉ xin này á. Em thấy xin này không bỏ phao, không bỏ phao là xin này, xin này bỏ phao là em bỏ phao theo đó. Em đâu có biết bơi đâu. Rồi Mio à. Mio chưa có biết bơi mọi người à. Mio không được bỏ phao ra nha. Để chưa? Hà rất là thích cái dàn bông giấy ở bên này nè. Trời, Hà mê cái dàn bông giấy giống như vậy nè. Ước gì mà nhà hàng có một dàn bông giấy nhỏ nhỏ vậy đó. Ở đây có nhiều cái dàn bông giấy á hả. Nó một đống bông luôn á. Không thấy cái dàn, thấy cái bông không á. Rồi, thôi bây giờ Hà out live stream nha. Có gì sáng mai đi, sáng mai Hà ăn sáng xong Hà live stream mấy cái khu vực ở ngoài kia rất là đẹp cho mọi người. Bây giờ Hà xuống Hà bơi với các bé ha. À, bây giờ thì bên này mới có 5-6 giờ chiều thôi và trời còn rất là nắng, bởi vì mùa hè thì khoảng tầm 8 giờ tối thì mặt trời mới lặn ha. Ok rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Ba Hải, bye bye nè ba Hải. Bye bye. Sinh này quyết định là sinh này không đeo phao luôn. Sinh này bơi giỏi lắm. Cherry bơi đó. Cherry, sinh này Mio đều biết bơi. Bye.